sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Các sếp ngành xe tiết lộ hàng loạt bom tấn của năm 2020 tại Việt Nam. Ghi nhận những thách thức trong năm 2019, các hãng xe tại Việt Nam hướng tới 2020 bằng sự lạc quan với hàng loạt sản phẩm thế mạnh. Ngài Toru Kinoshita, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam: 2020 sẽ là một năm đáng nhớ, đánh dấu hành trình 25 năm của Toyota tại Việt Nam và hãy cùng chúng tôi bắt đầu những điều không thể. 2019 là một năm đầy biến động với nhiều khó khăn và thách thức do sự thay đổi của thị trường ô tô và sự cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, chúng tôi đã vượt qua mọi thách thức đó và đạt được những thành tựu nổi bật trên mọi lĩnh vực. Đầu tiên, về sản xuất trong nước, với sản lượng hơn 50.100 chiếc xe, tổng số xe cộng dồn cho đến nay của TMV đã lên tới gần 531.000 xe. Năm 2019 cũng đánh dấu một cột mốc mới khi chúng tôi xuất xưởng chiếc xe thứ 500.000 và chào đón mẫu Fortuner quay trở lại lắp ráp. Điều này minh chứng trên những nỗ lực đẩy mạnh sản xuất trong nước, góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Trong lĩnh vực bán hàng, TMV đã đạt doanh số kỷ lục với hơn 79.300 chiếc xe được bàn giao đến tay khách hàng, góp phần nâng tổng doanh số tích lũy lên 617.000 chiếc xe. Đặc biệt, các mẫu xe lắp ráp trong nước như Vios, Innova, Fortuner liên tục nằm trong top những mẫu xe bán chạy hàng tháng của năm 2019. Chúng tôi luôn nỗ lực đưa chất lượng lên một tầm cao mới theo tinh thần của chiến dịch No Quality, No Life. Chất lượng làm nên tất cả. Bên cạnh đó, chúng tôi đã khởi động sáng kiến toàn cầu Hãy bắt đầu điều không thể, Start Your Impossible tại Việt Nam. Đó là sự vượt qua thách thức, biến ước mơ thành hiện thực, thể hiện cam kết của Toyota trong việc hỗ trợ tạo ra một xã hội phát triển toàn diện, bền vững hơn và tương lai tốt đẹp hơn. Ở đó, mọi người có thể thách thức điều không thể của chính mình. Năm 2020 sẽ là một năm đáng nhớ, đánh dấu hành trình 25 năm của Toyota tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng trong mọi khía cạnh, từ đó nhận được sự tin yêu của khách hàng. Với tư cách là một công dân tốt và là một doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng công nghiệp ô tô đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển của đất nước. Do đó, chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, góp phần vào sự thịnh vượng và hạnh phúc của người dân Việt Nam. Ngài Phạm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, Ford Ranger Escape sẽ sớm được lắp ráp tại Việt Nam. Có thể nói ngành công nghiệp ô tô Việt Nam gặp rất nhiều thách thức trong năm 2019. Các doanh nghiệp đã bắt đầu 2019 với tâm trạng hồ hởi khi đạt kết quả kinh doanh tốt trong quý 4 2018. Chính vì vậy, kỳ vọng tăng trưởng lớn hơn rất nhiều so với con số thực tế. Tuy nhiên, 2019 vẫn chứng kiến tỷ lệ tăng trưởng 12-14% và đây là một con số không tồi nhưng nó thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Và vì thế, tình trạng tồn kho xảy ra ở hầu hết các hãng xe. Để vực dậy, đồng loạt các hãng xe tại Việt Nam đã tăng tính cạnh tranh lên rất cao. Tuy nhiên, trong ngành ô tô, việc cạnh tranh là điều đương nhiên. Dù lúc này hay lúc khác, sự cạnh tranh luôn diễn ra về giá, về dịch vụ hay về sản phẩm. Song, cạnh tranh lành mạnh sẽ giúp cho người tiêu dùng được thụ hưởng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh đó, bản thân những người tham gia cuộc cạnh tranh sẽ dần hoàn thiện mình hơn. Trong 2020, Ford Việt Nam sẽ tập trung mở rộng mạng lưới dịch vụ, cải thiện quy trình nhưng phải tuân thủ theo đúng các quy chuẩn toàn cầu. Bởi chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để phụ tùng đến được khách hàng một cách nhanh nhất. Việc mở thêm hệ thống đại lý chắc chắn cũng được tính tới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường. Ford Việt Nam chính thức công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 82 triệu đô la Mỹ tương đương hơn 1.900 tỷ đồng để nâng cấp nhà máy lắp ráp ở Hải Dương. Dự kiến công suất nhà máy sẽ được nâng từ 14.000 xe lên 40.000 xe trên năm. Ford hiện đang lắp ráp 3 mẫu xe có tính cạnh tranh cao trên thị trường Việt Nam, bao gồm dòng SUV Doty EcoSport, xe thương mại Transit và MPV Torino mới ra mắt gần đây. Việc mở rộng nhà máy Hải Dương mạnh mở ra cơ hội cho Ford tăng số lượng các dòng xe lắp ráp trong nước. Trong số này sẽ có Escape và Ranger. Bà Lê Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hình tượng Ô tô Việt Nam, đơn vị phân phối Subaru tại Việt Nam. Subaru vẫn là một thương hiệu chưa được phổ biến tại thị trường Việt, do vậy chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động tiếp thị, truyền thông, quảng bá thương hiệu Subaru nói chung và xe Subaru Forester trên thị trường.
2019 vừa qua chứng kiến một năm đầy sôi động của thị trường ô tô Việt với việc ra mắt nhiều mẫu xe mới và lượng xe nhập khẩu tăng cao, tạo nguồn cung dồi dào cho thị trường và tăng sự lựa chọn cho khách hàng. Kèm theo đó là những chương trình khuyến mãi hấp dẫn được các hãng liên tục đưa ra để kích cầu thị trường. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gắt gao hơn bao giờ hết. Riêng đối với Subaru Việt Nam, năm 2019 là một năm đáng ghi nhớ, đánh dấu một bước chuyển mình ngoạn mục của Subaru tại Việt Nam nhờ việc giới thiệu ra thị trường mẫu xe Forester hoàn toàn mới thế hệ thứ 5 được lắp ráp tại nhà máy của chúng tôi tại Thái Lan. Forester hoàn toàn mới đã giúp Subaru đạt mức tăng trưởng doanh số hơn 600% so với 2018. Ngoài ra, đóng góp vào kết quả bán hàng tăng trưởng này là hệ thống đại lý được mở rộng. Trong 3 tháng cuối năm 2019, chúng tôi đã mở thêm 5 đại lý trên toàn quốc tại Hà Nội, Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Việc mở rộng hệ thống đại lý trên khắp toàn quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các khách hàng trong việc tiếp cận, trải nghiệm các dịch vụ bán hàng và hậu mãi xe Subaru. Bước sang 2020, Subaru Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bán hàng, marketing, phát triển hệ thống cũng như hậu mãi để đưa xe Subaru đến với nhiều người tiêu dùng Việt hơn nữa. Subaru vẫn là một thương hiệu chưa được phổ biến tại thị trường Việt Nam. Do vậy, chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động tiếp thị, truyền thông, quảng bá thương hiệu Subaru nói chung và xe Subaru Forester nói riêng trên thị trường. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ liên tục tổ chức những sự kiện lái thử xe Subaru trên cả nước để khách hàng có thể trải nghiệm và hiểu được những ưu điểm khác biệt và vượt trội của xe Subaru với 4 công nghệ cốt lõi danh tiếng của Subaru, đó là động cơ Boxer, hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng SAVKB, hệ thống khung gầm toàn cầu Subaru và công nghệ an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến EyeSight, cùng với hơn 100 trang thiết bị an toàn khác của xe Subaru Forester giúp mang đến trải nghiệm lái đầy sự thú vị và an toàn cao nhất dành cho khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý tại các thị trường lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Biên Hòa để đưa thương hiệu Subaru đến gần hơn với những khách hàng muốn tìm kiếm một mẫu xe cho gia đình với nhiều tính năng hiện đại, khả năng vận hành khác biệt và phải thật an toàn. Và sau đó là để phục vụ các chủ sở hữu xe được tốt hơn. Dịch vụ hậu mãi là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn của Subaru Việt Nam. Ngoài việc duy trì chế độ bảo hành ưu việt nhất trên thị trường cho tất cả các dòng xe Subaru là 5 năm hoặc 100.000 km, chúng tôi sẽ không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và triển khai những chương trình chăm sóc khách hàng để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng Subaru. Ngài Brad Kelly, Tổng Giám đốc Mercedes-Benz tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục cạnh tranh bằng sản phẩm tốt, giá trị và trải nghiệm riêng có chuẩn Mercedes. Tôi rất vui khi đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong giai đoạn mà nền kinh tế phát triển rất nhanh. Các chỉ số kinh tế ấn tượng trong 2019 là tiền đề cho sự phát triển của ngành ô tô. GDP tăng trưởng trên 7% ở ngưỡng cao nhất trong 10 năm qua. Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 2019 đã vượt ngưỡng 20 tỷ đô. Ngoài ra, việc tầng lớp trung lưu tăng lên nhanh chóng cũng là một động lực giúp cho thị trường ô tô phát triển nhanh chóng với tiềm năng to lớn. Và có thể nói, thị trường giàu tiềm năng và tăng trưởng nhanh chính là dấu ấn lớn nhất đối với tôi. Với Mercedes-Benz, 2019 tiếp tục là một năm thành công với nhiều thành tựu. MBV đạt mốc doanh số cao nhất trong lịch sử với hơn 6.800 xe bàn giao đến tay khách hàng. MBV đã ra mắt những sản phẩm cực kỳ cạnh tranh như C-Class, nâng cấp E-Class 2019, GLE và G-Class thế hệ mới. Đáng chú ý, GLC tiếp tục là mẫu xe sang bán chạy nhất trong lịch sử tại Việt Nam và đến hết 2019 đã có hơn 9.000 xe GLC lăn bánh tại Việt Nam. Không chỉ có sản phẩm, chúng tôi cũng đã giới thiệu đại lý cực kỳ hiện đại tại Bình Dương và xưởng dịch vụ tại Quảng Ninh theo chuẩn MAR 2020 mới nhất, hứa hẹn sẽ mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. MBV cũng đạt được chỉ số hài lòng và chỉ số khách hàng trung thành cao nhất trong 24 năm hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đã mang đến những trải nghiệm lý thú cho khách hàng thông qua những sự kiện như giải Gold Mercedes Trophy, triển lãm Fascination, Học viện lái xe an toàn MBDA hay chuỗi hành trình SU Venture. Tất nhiên là các đối thủ cũng có những bước đi của họ, nhưng cạnh tranh là tốt và khách hàng luôn là người được hưởng lợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cạnh tranh bằng sản phẩm tốt, giá trị và trải nghiệm riêng có chuẩn Mercedes. Phục vụ khách hàng tốt hơn và mang đến trải nghiệm tốt nhất là mục tiêu của chúng tôi trong 2020. MBV sẽ tiếp tục giới thiệu những sản phẩm mới hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng và hoàn thiện hệ thống đại lý theo tiêu chuẩn mới nhất nhằm mang đến sự thuận tiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Ngoài ra, MBV và các đối tác phân phối sẽ tích cực hơn nữa trong việc tiếp cận và kết nối các khách hàng thông qua những chương trình marketing. Ngài Laurent Genet, Tổng Giám đốc nhà nhập khẩu chính thức Audi tại Việt Nam. 2020 thậm chí sẽ khởi đầu với nhiều mẫu xe mới chưa từng được ra mắt tại Việt Nam như Audi A4 và Q7. Chiến lược của Audi Việt Nam là tăng tốc sản xuất các mẫu mới để giao tới tay khách hàng. Một thành tựu lớn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2019 là vượt mốc 400.000 xe, trong đó có 300.000 xe du lịch. Năm 2019 cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của xe nhập khẩu nguyên chiếc nói chung và từ Thái Lan và Indonesia nói riêng, hiện đang chiếm 90% doanh số. Năng suất sản xuất của một số thương hiệu lắp ráp tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ cùng với việc bàn giao lô xe VinFast đầu tiên tới tay khách hàng cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong năm 2019. Việc Việt Nam chính thức ký hiệp định EVFTA giữa năm 2019 tại Hà Nội cũng là một cột mốc quan trọng hoàn thiện Liên minh châu Âu. Hai quyết định từ các cơ quan ban ngành Việt Nam liên quan tới Nghị định 116 và Thông tư 41 cũng là những dấu mốc quan trọng. Quyết định thứ nhất là thỏa thuận để sửa thành thử nghiệm xe nhập khẩu nguyên chiếc một lần đầu tiên duy nhất thay vì kiểm tra tất cả các mẫu xe trong mỗi lô hàng. Quyết định thứ hai là chấp nhận các phụ tùng đã được cấp chứng chỉ quốc tế để cho thông qua mà không yêu cầu kiểm tra lại tại Việt Nam. Các quyết định này được kỳ vọng sẽ bắt đầu thực hiện từ đầu 2020. Đối với Audi Việt Nam, 2019 là năm của xe điện với việc tạm nhập mẫu Audi e-tron về Việt Nam nhằm ủng hộ phương tiện di chuyển xanh. E-tron là mẫu SUV cao cấp chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên được trưng bày và thử nghiệm vận hành tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Audi là thương hiệu xe sang duy nhất ra mắt số lượng kỷ lục 6 mẫu xe mới, bao gồm Audi Q2, Q3, A6, A7 Sportback, A8L và Q8 tại triển lãm ô tô Việt Nam 2019. Tất cả các mẫu Audi ra mắt vào cuối 2019 đều thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Hiện giờ, Audi Việt Nam đang thúc đẩy Audi AG sản xuất nhiều mẫu xe mới nhất để có thể giao tới tay các khách hàng Việt Nam. Với Audi, 2020 thậm chí sẽ khởi đầu với nhiều mẫu xe mới chưa từng được ra mắt tại Việt Nam như Audi A4 và Q7. Chiến lược của Audi Việt Nam là tăng tốc sản xuất các mẫu mới để giao tới tay khách hàng. Khi chúng tôi có đủ các mẫu Audi mới về, danh sách các mẫu Audi sẽ được mở rộng trở lại bao gồm toàn bộ các sản phẩm mà chúng tôi đã thiếu kể từ 2018. Đối với chúng tôi, 2020 sẽ là năm tái khởi động số lượng xe Audi mới giao tới tay khách hàng tại Việt Nam. Để gia tăng sự hài lòng của khách hàng và mang tới dịch vụ đẳng cấp cho lượng khách hàng ngày càng tăng cao, 2020 cũng sẽ là năm mở rộng của Audi tại Thành phố Hồ Chí Minh với việc ra mắt thêm một chi nhánh Audi tại quận Tân Bình với công suất phục vụ lớn vào cuối 2020. Ngài Phan Mạnh Hà, Giám đốc điều hành City Wellness, đơn vị phân phối Lamborghini, Aston Martin, Bentley tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ xây dựng tổ hợp 5 showroom liên hoàn và cho ra mắt hàng loạt sản phẩm mới như Aston Martin DBX, Bentley Flying Sport VK12 hoàn toàn mới, hay dòng Bentley Continental GT chữ danh với động cơ V8. 2019 có thể được coi là một năm quan trọng trong sự phát triển của thị trường xe hơi Việt Nam với nhiều cột mốc đáng ghi nhớ như số lượng xe bán đạt kỷ lục trong nhiều tháng. Theo VAMA, dự kiến cả 2019 doanh số bán xe sẽ vượt mốc kỷ lục hơn 290.000 xe của năm 2018. Các model mới của thương hiệu xe hơi VinFast của tập đoàn Vingroup chính thức được giao đến tay khách hàng, hay sự hồi sinh mạnh mẽ của nhiều dòng xe nhập khẩu bên cạnh sự phát triển bùng nổ của các dòng sản phẩm lắp ráp trong nước. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, trong 2019, City Wellness đã chuẩn bị và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ theo tiêu chuẩn toàn cầu của các hãng mà công ty là đại lý ủy quyền tại Việt Nam. Đặc biệt, City Wellness cũng chính thức được lựa chọn làm nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền các thương hiệu siêu xe đỉnh đám Aston Martin tại thị trường Việt Nam với showroom đầu tiên được khai trương tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 2019. Hướng về 2020, City Wellness đang xây dựng trung tâm bán hàng cũng như bảo dưỡng sửa chữa trên khuôn viên 5.000m² tại khu vực Tân Thuận tiếp giáp với khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án tổ hợp kinh doanh tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bao gồm nhiều thương hiệu với 5 showroom liên hoàn phía trước, khu văn phòng tích hợp và sở dịch vụ ở phía sau. City Wellness mong muốn mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng tại khu phức hợp với trang bị hiện đại và dịch vụ khách hàng tối ưu. Dự kiến, khu trung tâm siêu xe sẽ khai trương vào quý 2 2020 với sự góp mặt của cánh nhà báo, giới mộ điệu yêu thích siêu xe và các phương tiện truyền thông đại chúng khác. Đây được xem như là một trong những dự án và sự kiện lớn nhất của City Wellness trong 2020. Ngoài các sản phẩm truyền thống của Lamborghini đã có mặt trên thị trường, theo kế hoạch thì City Wellness sẽ phối hợp với các hãng cho ra mắt nhiều dòng siêu xe, siêu sang tại thị trường Việt Nam.
trong 2020 như DBX, siêu SUV đầu tiên của Aston Martin, siêu sedan Bentley Flying Sport W12 hoàn toàn mới, hay là dòng Bentley Continental GT chứ danh với động cơ V8. Ngài Đoàn Hiếu Trung, Tổng Giám đốc Rolls-Royce Motor Car Hà Nội: tôi mong đợi Rolls-Royce công bố một mẫu xe hoàn toàn mới, mang lại nhiều điều ngạc nhiên và thú vị mới cho khách hàng và giới truyền thông trong 2020. Khi nói đến dấu ấn của thị trường xe ô tô 2019, có thể mọi người sẽ nhắc đến cuộc đua giảm giá của một số thương hiệu xe ô tô đang hiện diện tại Việt Nam và việc một số dòng xe vốn luôn đứng đầu gia đình ở phân khúc phổ thông nay bị xoán ngôi bởi các đối thủ mới. Tuy nhiên, với tôi thì đây chỉ là các biến động nhất thời thường xảy ra trên thị trường, đặc biệt là tại các quốc gia có thị trường ô tô đang phát triển như tại Việt Nam. Sự kiện đáng nhớ nhất của 2019 tại thị trường Việt Nam theo tôi là việc VinFast đã khánh thành nhà máy sản xuất hiện đại của họ. Đây là niềm tự hào chung khi chúng ta có thể sản xuất những chiếc xe made in Việt Nam. Với riêng Rolls-Royce Motor Cars, chúng tôi rất vui mừng thông báo với kết quả kinh doanh đáng mừng trên toàn thế giới, đạt kỷ lục cao nhất trong suốt 116 năm lịch sử. Kết quả này không chỉ cho thấy được sự đón nhận tích cực của khách hàng trên toàn thế giới với dòng xe chủ lực Phantom và Cullinan, mà còn tiếp tục khẳng định tầm nhìn đúng đắn của Rolls-Royce Motor Cars trong việc phát triển những chiếc ô tô tốt nhất thế giới. Trong 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng Việt Nam hai mẫu xe đang rất được ưa chuộng trên toàn cầu, Phantom và Cullinan. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong đợi việc nhà sản xuất sẽ công bố một mẫu xe hoàn toàn mới, cũng như Cullinan và Phantom. Mẫu xe mới này sẽ sử dụng hệ khung không gian Architecture of Luxury, được phát triển riêng cho Rolls-Royce. Cấu trúc module của hệ khung không gian này mang lại cho nhà sản xuất sự linh hoạt rất lớn trong việc thiết kế, chế tác các chi tiết ngoại thất, nội thất, cũng như các bộ phận kỹ thuật như hệ thống lái, hệ thống truyền động, hứa hẹn tiếp tục mang lại nhiều điều ngạc nhiên và thú vị mới cho khách hàng và giới truyền thông trong năm 2020. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc VinFast: VinFast sẽ ra mắt hai mẫu crossover hạng B và hạng C với các biến thể chạy xăng và chạy điện, đồng thời tiến tới việc xuất khẩu ô tô điện sang Mỹ. Minh bạch là nguyên tắc nhất quán của VinFast, đến cả thông tin cơ mật là chi tiết cơ cấu giá thành của ô tô chúng tôi còn công khai, thì số liệu bán ra thị trường có gì phải né. Trong 12 tháng qua, VinFast đã nhận được 67.000 đơn đặt hàng cho ô tô và xe máy điện, trong đó có 17.214 đơn đặt cọc ô tô và khoảng 50.000 đơn hàng xe máy điện. Sau 6 tháng chính thức đi vào sản xuất, chúng tôi đã đạt sản lượng 15.300 ô tô cho cả 3 mẫu Lux SA2.0, Lux A2.0 và Fadil. 45.118 chiếc xe máy điện. Sản lượng này vẫn còn hụt so với lượng đơn đặt hàng đã nhận, nên năm 2020 sẽ là năm mà nhà máy VinFast phải đẩy hết tốc lực. Trong 10.000 đơn hàng đầu tiên kể từ cuối 2018 đến trước khi có xe chính thức xuất xưởng, tỷ lệ đặt hàng của cả 3 mẫu ô tô là tương đương nhau. Tuy nhiên, tính tới thời điểm này thì Fadil đang là mẫu xe bán chạy nhất. Bên cạnh việc được bàn giao sớm hơn dòng Lux nên có lợi thế về thời gian, sự bứt phá của Fadil còn nhờ chính sách ưu đãi và dịch vụ hậu mãi hấp dẫn. Đơn cử là trong 2 tháng cuối năm 2019, doanh số bán ra của Fadil đã đạt 3.271 chiếc xe, nằm trong top dẫn đầu phân khúc hạng A. VinFast sẽ trình làng hai mẫu crossover hạng B và hạng C với các biến thể chạy xăng và chạy điện trong 2020. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ ra mắt xe buýt điện và dòng xe sang hiệu suất cao Lux V8. Mục tiêu của VinFast là phủ đủ các phân khúc thị trường nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng với giá bán cạnh tranh. Bên cạnh đó, 2020 sẽ là năm mà chúng tôi tập trung ổn định và kiện toàn hệ thống để tối ưu hóa dây chuyền sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo đúng cam kết với khách hàng. Dự kiến trong 2021, ô tô điện VinFast sẽ được xuất khẩu sang Mỹ. Đăng Việt, Nhật Ánh, theo Trí Đức Trẻ, CafeF.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.